Ok nhé, xin chào thể mọi người trở lại kênh của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt trước trước cái ngày chung kết của Vương Giả Chiến. Mình thấy Nick Crew thua mẹ mất hai trận, mình phải vào xem nguyên nhân vì sao đây. Trước khi vào nội dung của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đang quay video thấy thua mẹ mất hai trận, mình vào xem nào. Đây trái là đây là khống chế, đây là dùng cái trái liên quan đến hỗn loạn đúng không? Có vẻ dính hỗn loạn hơi nhiều, còn trái bên này có khống chế thì không nhỉ? Vậy bây giờ check lại Nick Crew xem là miễn dịch hỗn loạn chưa nhé. Đầu tiên cứ xem cái hiệu ứng thôi, mình thấy như thua vì hiệu ứng sao ấy. Tại vì tướng thì cơ bản thế cái hồi sinh thứ là nhìn sơ qua thấy đúng rồi. Thì ra bây giờ xem lại chỗ miễn dịch. Ví dụ bây giờ con này, ô đen nó miễn dịch cái gì rồi? Nộp ban đầu trả lại. Miễn dịch đây, miễn dịch cái gì đây? Miễn dịch khống chế. Cái này như là miễn dịch đóng băng đúng không? Vào trận lượt đầu 100% miễn dịch đóng băng trầm mặc. Đóng băng trầm mặc không ổn rồi, nó đang hỗn loạn đúng không? Bên quiz à, xem con này nó miễn dịch auto miễn dịch kia đấy chưa? 3 lần đầu miễn dịch một số hiệu ứng bao gồm phong ấn trị liệu, trầm mặc, cấm tích nộ, giảm nộ, hỗn loạn. À cái hỗn loạn thì 3 lần đầu miễn dịch rồi à? Vậy về kiểm kiểm tra lại chút trên báo xem. Thế mình phải tìm nguyên nhân vì sao thua hay vì đen. Thua hai trận liên tiếp thì chắc cũng không đen đâu. Xem lại nhé. Cái nhụt chí thì chắc là dính nhiều thì cũng không nói làm gì lắm, nhưng quan trọng là điều là xem cái Golden ra đòn thành công không, xem tiếp xem là tướng nó bị khống chế bởi hiệu ứng gì. Hỗn loạn nó sao ba lượt đầu dính mà tên này dính nhỉ? À hay bị có Chopper xóa hiệu ứng à? Thì vì thấy tên hai bắt đầu dính hiệu ứng này, xem lại một chút xem nào. Chopper ở đây là gì đây? Hồi phục lượng máu cho toàn bộ đồng đội. Cái này phải đọc lại tí vì cũng không nhớ chính xác lắm. Xóa bỏ toàn bộ khiên bất tử của đối phương kèm khấu trừ 3% máu mục tiêu trước mặt. Xóa bỏ toàn bộ trạng thái bất lợi của cho toàn đội. Xóa choáng các thứ linh tinh. Và búp khiên miễn dịch toàn bộ hiệu ứng bất lợi cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên. Hồi phục lượng máu lớn cho toàn bộ đồng đội, xóa bỏ toàn bộ khiên bất tử của đối phương. À hay nãy mình bị gọi đấy, mình xem đối phương chơi nộ sớm hay sao, mình chỉ nhìn lại chút nữa. Lờ tự nhiên vào cuống cuống thế bị thua. Xem lại phát nữa nào. Không cho vừa đánh thường không, cho vừa đánh thường thôi. Hay mình cho nick này Chopper nộ sớm nhỉ? Thế anh Hòa giác nộ cũng dễ. Thì mình xóa hết mấy khiên bất tử mình cho chém luôn cho nhanh đi. Đấy là mình làm đánh trước mà. Lần nào bây giờ thua hai trận rồi. Bây giờ mình đang cuống mình cũng chưa phát hiện được lắm thì thôi bây giờ chắc mình cho nộ luôn. Đã dùng thiên cơ cộng 5 không? Và đội hình đang dùng cái này thì chơi cái này ô đen tự hồi sinh chính nó, mình chẳng quan tâm ô đen lắm rồi. Chopper chắc vẫn sẽ hồi sinh ấy rồi, mình chỉ thay đổi số nộ thôi. Nếu Chopper bây giờ nếu cho Chopper búp nộ sớm thì nó có tăng bao nhiêu nộ nhỉ? Hồi toàn đội 35 nộ khí mà đánh thường thì 35 nộ nốt đúng không? Đánh thường cũng là 35 nộ. Vậy thì cơ bản đánh thường đánh nộ đều bằng vậy nộ. Thì ta định book cái này lên cộng 10. Book lên cộng... À con này Chopper cộng 10 cũng khó nộ nhỉ. À không, sao mình không để con Odin chém trước nhỉ? Odin đánh book nộ trước. Odin bao nhiêu nộ đây? Đánh đây là hồi cho bản thân 80 nộ và đồng đội 25 nộ khí. 25 nộ khí nếu mà để cho tên lửa lên nữa là vừa không? Con này đây là 25 nộ. 25 độ con này đang đeo cái gì đấy? Long Thạch không? Ngũ Phúc Lôi Thuẫn. Thiên Cơ cộng 10 đây là 75 độ rồi, 75 độ với 25 độ là đủ 100 độ này. Thế bây giờ mình dịch con này lên đầu để đến Chopper, mình muốn đổi Chopper, mà Chopper đánh thường khả năng gì quên mẹ mất rồi. Chopper đánh thường ở đây thì đồng thời xóa bỏ khiên miễn dịch hiệu ứng của ba kẻ địch ngẫu nhiên. À, đúng rồi. Biết lý do dính dính rồi, con này nó xóa bỏ khiên hiệu ứng đúng không? Nhưng bây giờ đằng nào mình đánh trước mình đéo ấy được. Vậy mình đi xóa bỏ bất tử đấy. Bây giờ lần nào mình đánh trước thì mình cũng lúc nãy mình thua thì mình bị xóa bỏ mất khiên hiệu ứng. Cái này thì hơi dở, đánh thường nó khó. Đánh thường xóa bỏ khiên hiệu ứng. Tăng toàn đội 35 nộ khí khiên bảo hộ. Rồi giờ đằng nào mình đánh bị mất mất khiên hiệu ứng rồi thì mình sẽ tập trung vào bây giờ mình sẽ khóa bỏ cái khiên bất tử của địch ấy. Đằng nào cũng phá mất của mình để Chopper lùi xuống. Chopper lùi xuống đây không thì vậy đánh rồi coi như Chopper sẽ nộ luôn. Thì Odin nộ sớm chắc chắn thôi. Mình đánh test một trận nhé, đánh test một trận anh Tuệ Minh nhé để mình xem cái mức độ, xem cái mức độ hiệu quả nộ nhé. Odin chém phát này xem Chopper nộ luôn không nào.
Chopper ở đây chưa đủ nộ, đang 69 nộ, mình tăng nộ lên thôi. Hay để Chopper lùi xuống nữa nhỉ? Mình xem lại cái khả năng miễn dịch của Chopper nữa, hay để lùi xuống nữa cho Queen đánh luôn đi. Chopper đánh Queen rồi đánh Chopper ở dưới, mình không nhất thiết phải để Chopper đánh sớm, tại vì đánh slot 1 thì xóa nó là nó không xóa mình. Đến con giả sử con Queen nào. Con Queen ở đây hiện tại mình đang đeo ở đây là thiên cơ cũng 75 nộ rồi, chắc chắn sẽ nộ đúng không? Nếu mà xử miễn dịch tốt thì giờ xem cái khả năng miễn dịch của Chopper đến đâu. À không, ra cái khả năng miễn dịch giờ cũng không cần quan tâm nhiều. Vì thực ra đánh kiểu gì thì kiểu bây giờ nó xóa mất khiên, nó xóa ngẫu nhiên thôi. Cứ để Chopper ở dưới đi, thử cập nhật lại trận nhé. Thế mình không để Chopper đánh sớm nữa thì nào bây giờ cũng vậy. Mình để Chopper đánh slot 2, mình không biết có đủ sức để tăng nộ hay không thôi. Còn nếu không thì mình đổi, mình truyền cái trái lên cộng 10. Còn Jack là bao nhiêu? Jack đang đeo trái tri thức à? Chiếc cộng 8, 44 nộ. Kinh nghiệm trái không biết có đủ sức là chắc không đủ, lên cộng 10. Kinh nghiệm trái các bạn đã hết mất rồi. Chopper cộng 5. Nếu bây giờ mình cho cả con Queen thứ lên là bao nhiêu nộ nhỉ? Hoặc không để Chopper đánh thường cũng được, nhưng mà để nó lùi xuống. Mình thì cho nộ luôn phá khiên. Nếu mà muốn phá khiên, muốn phá khiên ở slot 2 cơ. Queen nếu đánh tăng cho toàn đội 35 nộ. 35 nộ với lại con Odin là 35 nộ không nhỉ? À, Odin là 25 nộ. Nó là 60 nộ rồi, 60 nộ rồi thì ra nếu mà để slot 3 Chopper nộ luôn đấy. Nộ luôn, đọc lại thứ Chopper nộ xem nào. Hồi phục lượng lớn máu cho toàn bộ đồng đội, xóa bỏ toàn bộ khiên bất tử của đối phương và kèm theo khấu trừ máu. Xóa bỏ toàn bộ trạng thái bất lợi cho toàn đội. Xóa choáng hỗn loạn. Kể ra nó nộ slot 2 vẫn an toàn hơn nhỉ. Thôi để vậy đi. Tầm này bây giờ mình nghĩ là nào để, nãy giờ thua hai trận liên tiếp rồi thì update rồi đi. Rồi xong mình xem liệu có cơ hội nào không nhé, tại vì thua mẹ mất hai trận rồi. Nãy không để ý mình cứ đinh ninh là sẽ vào thẳng luôn chung kết rồi. Mình không nghĩ là sẽ bị tạch. Tại vì được chiến thua nhưng mà cái tầm tầm này thì cũng không không khỏe quá ấy đâu, thì cũng tướng cũng xịn hết rồi. Mình xem thử trận 2 xem nào. Thế phần lớn là do Chopper nó xóa mất cái miễn dịch ấy. Nhưng mà mình thấy tỷ lệ dính cái xóa miễn dịch nó cũng cao. Để cho bố hồ đen chém sớm. Thì chắc giờ trong team mình chỉ có hồ đen độ sớm thôi. Mình định vứt cả xanh vào mà tôi nghĩ lại hết tướng mất rồi. Tại vì còn Chopper tại sao có búp rất là ngon, mình không dám vứt Chopper ấy. Tôi bảo mình bây giờ mình hy vọng thắng cái trận số 3, xem có tỷ lệ thắng do kiểu ăn may hay là kiểu thua hoàn toàn. Đó là vấn đề đấy nữa. Thế mình thấy để cái trận này nó đang thua mất hai lần liên tiếp rồi. Muốn đẩy lùi xuống. Thực ra để Chopper 1 vẫn có thể thắng được, nhưng mà thấy hai trận liền nó đen ấy. Thế nên muốn đổi vị trí đi một tí. Chứ thực ra bây giờ địch xóa miễn dịch của mình thì mình cũng phá miễn dịch của địch. Nhưng giờ qua mình thấy người ta xui xui thế nào mình toàn dính hiệu ứng đấy. Thành ra chán nó lại đổi lại. Nó còn hư vô nữa chứ. À, cứ để Chopper đứng dưới đi. Các bạn đấy không biết là trong cái danh sách này đánh thử không nhỉ? Đánh test thử bạn top 1 hiện tại xem nào. Thường thường lúc mình đánh test thì sẽ thử nhé. Đánh về đánh ở trạng thái là cho Chopper xuống dưới xem liệu có nộ được không đã. Ủa, thiếu nộ à? À có tỷ lệ rụt trí ấy nhỉ? Hơi khó đấy, cảm giác nộ hơi khó đấy. Nên thay đổi không nhỉ? Hay để Chopper slot 2? Rất để slot 1 vẫn tiện hơn nhỉ? Để Chopper ở dưới dính hiệu ứng nhiều quá. Nhưng nếu giả sử giờ muốn để phải để tên lửa Chopper thì mới nộ sớm được. Có níu kéo là con Queen không nhỉ? Mình xem thử mình xem nào.
Nếu sử để chopper lên trên. Thế nếu bình thường thì tại mình đang để ở đây đang bao nhiêu nộ nhỉ? Đang ở đây là 50 nộ. 50 nộ cộng với lại con kia 25 con 35 thì đúng là mới được 110 nộ. Nếu mà không may dính nhiều chí thì vẫn mất nộ bình thường. Nếu giả sử cái này để lên là tầm bao nhiêu nộ nhỉ? Nếu mà để cái này 75 nộ. 75 nộ cộng với lại 25 nộ kia đến khi 100 vẫn có thể mất nộ. Nhưng mà nếu mà con trường hợp con queen thì sao? Queen hiện tại mình đang để ở đây là thiên cơ là 75. 75 bây giờ thêm được 25. Trong thiên phú nó có nộ không nhỉ? Thiên phú này không có nộ, trái quỷ có nộ không nhỉ? Không có đúng không? Chỉ được tròn 100 nộ. Thì tốt nhất để cho per slot 2 thôi. Để xuống dưới cũng khó nổ lắm. Để vậy cảm giác lại không khác biệt mấy nhỉ. Con Odin nếu mà chém sớm thì sao? Odin dồn thế này đánh ở đây là gì nhỉ? Lần 1 gây sát thương cực lớn cho mục tiêu và có tỷ lệ gây phong ấn trị liệu trong 2 lượt. Lần 2 gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch, bỏ qua Haki phòng này. Và bản thân được miễn dịch sát thương ma công trong 2 lượt. Lần 3 cái này chém bằng về sát thương nguyên tố. Lần cuối tự kết hợp cái này gây sát thương bằng 35% tùy chiêu bỏ qua tùy chiêu phòng và có tỷ lệ buff khiên vách sắt cho bản thân và một đồng đội ngẫu nhiên. Ở chỗ thiên phú của nó đánh thường có tỷ lệ 50% buff cho hai đồng đội ngẫu nhiên hiệu ứng miễn sát thương bỏ qua phòng ngự, đánh đổ có tỷ lệ phá bỏ toàn bộ hiệu ứng có lợi của hai kẻ địch ngẫu nhiên bao gồm vách sắt. Thì cứ để Odin chém sớm đi. Nói chung cái này đánh vẫn là tính chất là hên xui nhiều, đánh trước là thua nhiều ấy nhỉ. Thì Odin chém đầu đi. Các bạn mình để chopper ở kia mình không tự tin sẽ nộ được ấy. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. À cập nhật rồi không? Còn 6 giây nữa cập nhật thêm lần nữa. Đánh thêm lần nữa. Quên nhầm, cứ tưởng nó không cho cập nhật nữa mà đang trong thời gian chờ. Đây. Cập nhật một chút mình để cho lên slot 2. Mình nghĩ là đồ đạc các thứ mình không cần chỉnh đâu, thì ra chỉnh cũng vậy. Bây giờ chopper nó xóa thì cái miễn dịch ngẫu nhiên thì để đâu thì nó cũng dính ý mà. Chopper địch thì nó chỉ lúc đầu, chopper địch chỉ có hỗn loạn không nhỉ? Cái này hiệu quả trả lại không có hiệu ứng rồi, chỉ có mỗi hỗn loạn thôi. Xem qua mà chopper mình có miễn dịch hỗn loạn chưa đó. Miễn dịch sát thương bỏ qua phòng ngự trong 2 lượt này. Gì nhỉ? 3 lượt đầu miễn dịch của số hiệu ứng mất lời còn có hỗn loạn miễn dịch rồi, để cho chopper chắc chắn nó búp một phát đã. Đó các bạn, bây giờ thời gian gấp rút thì gần như bây giờ cũng không thể tìm một thứ khác xịn hơn thay thế, thì ra gần như mình chỉ đảo vị trí một tí thôi, lúc chờ đợi có thể vào đánh test lại một phút chút trong cái đại chiến tân thế giới chứ bắt là khởi đầu nó win lại phát rồi. Nhưng quan trọng bây giờ đôi đây không phải cái đối thủ mình đang đánh, mình đánh test một chút xem nếu để slot 2 có ảnh hưởng gì nhiều không. Nhưng mình nghĩ là để slot 1 hay slot 2 như thế thôi. Chẳng qua là chẳng giác để slot 2 cho đổi gió một tí. Chứ để mỗi slot 1 tới 2 lần liên tiếp nó thua thì cũng hơi xoắn. Thực sự hơi hơi sợ đấy. Hy vọng nó không nhọn. Mình đẩy lùi chopper xuống tí. À mình có nên để Jack lên phá khiên trước không nhỉ? Đang để vầy để búp nộ đấy. Nhưng mà đang định cho Jack lên chém trước đấy. Thời gian còn mấy phút nữa không biết có kịp không. Mình thì mình muốn để Jack chém trước. Mặc dù đang đánh win rồi. Nếu bây giờ chúng đẩy Jack lên chém trước thì sao? Chỉ đơn giản thay trái quỷ đúng không? Mà Jack chém lại không tăng nộ à? Jack chém ở đây lại không tăng nộ. Nếu giả sử bây giờ mình đẩy trái Jack cho nó tên lửa vào. Giảm queen xuống đấy thì queen đấy mình có chopper, chopper là 35 nộ. Odin là 25 nộ, 60 nộ rồi. Thì chúng ta vẫn có thể nộ được. Thế hiệu quả sát thương trái nộ ban đầu. Sát thương lại bị trùng, bị mất cặp trái mới đau ấy nhỉ. Mình rất muốn cho Jack chém sớm thì giờ ghép lại trái vỡ mà. Toái ngân này xem lại cái trái một tí nhé. Trái này đây là gì? Trái phức hợp tạo thành cái này. Khi ra trận thì có 25 nộ khí ban đầu. Mỗi lần hành động sẽ có xác suất bằng vầy... Sát suất 25% hồi 75 nộ. Đồng thời mỗi lần hành động có tỷ lệ 5% gây 25% sát thương ma công bỏ qua ma phòng của 3 mục tiêu bất kỳ. Khi lượng máu của mục tiêu nhỏ hơn 25% sẽ tạo thành sát thương tổng hợp máu hiện tại. Ra cái trái này mặc dù là trái ma công thì ra mình nghĩ trái này vứt cho con này không đeo được nhỉ. Khó nhỉ.
Thì con này con Jack nó lại là cái trái hiệu quả sát thương mà mình lại cần nộ cho nó. Bây giờ còn có mấy mấy phút nữa hơi khó nhỉ, mấy phút nữa hơi khó. Rồi mình hy sinh trái thiên cơ của Chopper đi. Vứt thiên cơ sang là được đấy. Thì bây giờ là nào Chopper đánh thường mà. Chopper cho dùng chi thức thôi. Hai con đều một trái tăng nộ đơn. Rồi bây giờ Jack mình sẽ có 50 nộ rồi. Bây giờ phải tính toán nhanh nhanh một tí nhá. 50 nộ cộng với 25 cộng với lại tốt nhất là cho lên 75 là đẹp nhất đúng không? 25 nộ cộng với lại là gì? Nếu giả sử bây giờ mình cho bớt nộ lên. Bây giờ tốt nhất là đằng nào cũng đã cập nhật rồi, lấy một trái ác quỷ bất kỳ ra truyền trái sang. Cứ giao dài nhiều vứt đi một trái đi. Mình truyền bớt kết quả của bên này sao? Mình giã quả đi. Mình muốn cho Jack chém sớm mà Jack nó hay ẩn thân nữa. Mình nâng cấp lên. 25 bây giờ xem lại cái chopper nhủ trí bao nhiêu nộ nhỉ? Không phải, lúc nãy không phải chopper nhủ trí mà là cái trái quỷ hay sao ấy. Mình xem lại tí. Còn 3 phút nữa. Mình xem nó hiện ra cái nhủ trí là bao nhiêu nộ. 35 nộ. Nữa mình phải nhiều hơn 35 nộ không? 25 nộ cộng với lại 35 nộ là 60 nộ. Cộng bây giờ thêm 75 nộ, 135 nộ phải bắt buộc cho lên 75. Có thể sẽ không kịp, mình hy vọng sẽ thắng một trận. Mình quay về Queen. Tăng trái Queen này lên. Được khoảng tầm 50 nộ. 50 nộ cộng với lại 25 cộng với lại 35. Hên thì vẫn có thể nộ được, thôi để vậy đi. Rồi Jack Queen. Rồi mình chốt đội hình này đi. Hy vọng không thua nhé. Thua cũng nhục mặt đấy. Tập này hơi bí. Vẫn muốn Jack chém trước. Và thấy càng lâu càng nguy hiểm ấy. Chắc là phải hy sinh cái trái kia tụt xuống đấy. Nó tụt tụt cái năng lực của cái trái con Queen xuống nhiều đấy. Đấy, cái trái nó chỉ còn bao nhiêu nhỉ? Đấy trái cái phần trăm xác suất nó sẽ tụt xuống. Chopper chi thức cộng 8 là 44 nộ, chắc tơn xong ra nếu không đen thì vẫn nộ thôi. Nhưng tại qua mình không đủ sức để nâng hai quả lên thành cộng 10 hết. Thôi chờ kết quả đi. Lần này 59 giây rồi, nói chung là 59 rồi, gần gần như là hết hết giờ đến nơi rồi. Nên thành ra là mình sẽ không thể điều chỉnh thêm được, mình hy vọng không thua. Hy vọng sẽ được 2-1. Và nếu thua thì thôi chịu nhé. Không may đen nó thua 2-1 đúng khổ thật. Ở phát này bị lỗi hình nữa rồi. Để mình đăng nhập lại game một chút.
Rồi bây giờ mình đã quay trở lại rồi, chúng ta sẽ vào xem thử xem là win lại chưa nhé. Nếu mà vào thua mẹ mất rồi thì khổ đấy. Ồ, như vậy cái này xem bên này nhé. À bên này lật kèo, bên mình sao? À được rồi, ngon rồi. Bây giờ xem là ăn may hay là chuẩn nhé. Tôi sẽ xem lại chút nào, thử xem tốc độ chậm nhé. Thật ra cái này nó hên xui lắm, thật ra cũng không phải do điều chỉnh nhiều đâu. Nãy không biết, tại vì tôi cứ ngẫu nhiên thì cũng không biết lúc nào một lần. Chẳng qua mình căn được đủ nộ cho con rách chắc chắn chém thôi. Rách mình chắc chắn nộ thành công, sợ con quy nó hụt thôi. Mà quy không bị nhụt chí là may rồi. 110 nộ, nhụt chí là mất nộ mà. Đây, con rách cẩn thân này. Mình cầu mong cái này rất nhiều này. Đây cái đó nữa là mình đóng bằng thành công con xanh đỉnh này. Khống chế thêm địch rất nhiều này. Phát này nó đầu đến lượt mình lại hiệu ứng đậm quá. Nãy mình ăn đủ hiệu ứng. Bây giờ bắt đầu mình lật ngược rồi. Bây giờ mình lại hiệu ứng địch liên tục. Check qua tí nãy con Queen đang dùng trái gì vậy? Trả lại miễn dịch, sát thương độ ban đầu. Ừ, mình để vầy, mình lấy cái trái khống chế lên sớm mới lợi hơn. Mình để vầy, mình đẩy khống chế lên sớm. Lúc trước mình để khống chế hơi xuống. Như vậy cái xác suất bị khống chế trước khi ra đòn lại cao. Bây giờ bắt đầu mình tăng cơ hội mình khống chế địch trước khi địch kịp khống chế mình. Nhưng phải xem hết xem có đánh được lên thành 3-2 không đã. Chứ bây giờ phán nhiều tí nữa thua thì cũng thế, đúng không? Nói chung là vì mình thua trước hai trận nên tâm lý mình không tốt lắm. Nhưng mình chắc cũng chốt trận này thôi. Thì tầm này nó khỏe quá rồi cũng để vậy thôi. Thật ra mình nghĩ việc chopper trước hay là Odin trước cũng không quan trọng lắm đâu. Chẳng qua thấy nãy để vậy nó xui quá, đổi ngược đấy thôi. Cũng may ấy, cũng may là phát hiện ra sớm đấy. Lúc đang đấy mình vừa quay video một cái video khác mình mượn nick này mình quay. Thế mà tự mình nhận thấy là thua mẹ mất hai trận rồi. Thế bắt đầu xông vào sửa. Bây giờ kể cả thua ấy nhất còn có tí cái sự kiểu đánh trả địch. Chứ còn nếu mà như nãy để auto mà thua cả 3 trận thì đúng là cũng khổ. Bây giờ gỡ lại một trận rồi. Thầy nói thật là thực lực Nick Anh Hòa vẫn khỏe hơn. Chẳng qua giờ thua mất mẹ nó ấy rồi, bây giờ sợ đen hiệu ứng thì lại thua tiếp thôi. Thôi bây giờ đơn giản mình lại phải tiếp tục xong chiến báo này thì lại tua video đến trận tiếp theo thôi. Chứ còn tầm này cũng không sửa thêm gì nữa. Tại bây giờ vấn đề không phải là thực lực, vấn đề bây giờ là hiệu ứng thôi. Và đội hình nghĩ là đánh thử vậy thấy cũng ok đấy. Thực ra nó vẫn hên xui một chút, nãy mình khống chế được địch nhiều ấy. Nếu trận sau mình khống chế không nhiều vẫn có thể mình thua. Nhưng nếu mình đẩy vầy xác suất mình ra khả năng đóng băng địch sẽ cao hơn. Thì mình tẩn trước mà. Cái này win rồi. Cái này 2-1 à. Thôi kệ, bên này cũng không quan tâm lắm. Mình quan tâm câu chuyện bên này trước, đó mình chờ xem ông nào vào chung kết. Nếu giả sử mình thắng rồi nhá, nếu giả sử mình để đích này và thắng được thì mình xem ông nào vào chung kết, mình xem ông đấy thôi. Thì mình cũng chả quan tâm cái ông đánh còn lại làm gì. Còn hiện tại bây giờ vấn đề có vào được chung kết không mình chưa biết này, đang 2-1 mất rồi. Mình hy vọng sẽ vào được. Bây giờ mình sẽ ngắt đoạn video đi để ghép thêm cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ chúng ta vào xem kết quả trận tiếp theo nhé. Mình vẫn đang muốn điều chỉnh trận thêm nhưng tuy nhiên cái thời gian nó không cho phép, một tướng vẫn thế này thì hơi khó. Thực ra nếu mình có thêm một chút kinh nghiệm trái để cho quả tên lửa cộng 10 nữa thì mình định chơi đội hình khác cơ. Nhưng mà bây giờ nếu mình chơi đội hình đó trong thời điểm hiện tại ấy, thì cái rủi ro hụt nộ nó hơi cao. Vì thấy nãy giờ nhụt chí rất nhiều mà toàn trừ 35 nộ cơ. Nên có lẽ là thôi mình chưa chơi trận đấy, mình có lẽ mình vẫn để trận cũ nếu mà thắng. Và thấy bên này có cái vạch sáng bên này mà bên này chưa có, tức là bên này mình đã hòa được hai đều, đúng không? Đây đã hòa được hai đều này. Xem qua một chút nhé. Thế mà thấy một điều là mình đẩy Odin lên đầu thì bạn ấy cũng đã đẩy lên đầu. Tức là mình muốn đọ thằng nào lùi chopper xuống sâu hơn đấy. Nhưng mà tuy nhiên một điều mình thấy nộ không an toàn lắm. Có lẽ mình vẫn sẽ để trận này đánh trận cuối. Mặc dù khi địch đẩy lên thì mình thấy cái rủi ro của mình nó hơi cao đấy.
Này vì qua phần này mình hơi đen, mình không chế rách. Mình rách mình không chế đúng không? Mình sẽ kiểm tra tính ô đen của địch nào. Ô đen nhớ không nhầm đánh thường con này có đeo trái gì nữa. Mục tiêu bị trúng ngẫu nhiên trầm mặc nhụt chí đóng băng. Rồi. Trầm mặc nhụt chí đóng băng cộng hợp với hình như đánh thường của con ô đen thì như là ô đen đánh thường không nhỉ? Xem lại một chút nào. À ô đen này đánh nộ, xem lại đánh nộ ô đen xem ra cái gì. Mình muốn tối ưu miễn dịch cho con Jack mình có phải chém được. Ô đen là nó đây là chém nào. Lần một gây sát thương, cái này nãy vừa đọc rồi mình lại quên mẹ mất rồi, mình đọc lại nữa. Gây sát thương phong ấn trị liệu. Lần 2 gây sát thương nên toàn bộ kẻ địch bỏ qua haki phòng và được bản thân được miễn dịch cái này. Lần 3 thì gây sát thương nguyên tố, toàn bộ kẻ địch bản thân được búp miễn sát thương bỏ qua phòng ngự. Lần cuối cùng sự kết hợp này có tỷ lệ khiến búp khiên vách sắt cho bản thân và một đồng đội ngẫu nhiên. Ở kia vừa nãy mình hỗn loạn bởi con cái gì nhỉ? Xem lại thiên phú xem nào. Đánh thường có tỷ lệ 5% búp hai đồng đội ngẫu nhiên hiệu ứng bỏ qua phòng ngự này. Đánh nộ phá bỏ hoàn toàn, đánh nộ phá bỏ hoàn toàn hiệu ứng có lợi của hai kẻ địch ngẫu nhiên và làm cho đối thủ trúng hiệu ứng mê hoặc hỗn loạn tê liệt khi bộc phát dính cả ba. Ở đây mê hoặc hỗn loạn tê liệt nó ở trong cái chỗ này của nó, mê hoặc hỗn loạn tê liệt. Bây giờ xem con ô đen nó miễn dịch cái gì. À không, bây giờ phải xem cái gì nhỉ? À con Jack, mình đang lo con Jack mà. Con Jack ở đây thì mình nếu mình nghĩ là nếu mà Jack nó không bị khống chế thì mình có thể thắng đậm được. Jack là con liên quan yếu tố khống chế của mình. Vào trận sẽ được hiệu quả tàn nguyệt vì không quan tâm đấy lắm, mình xem mỗi cái miễn dịch thôi. Hai lượt đầu miễn dịch hỗn loạn đốt cháy. Tất nhiên là Chopper đánh có thể mình sẽ mất miễn dịch, nhưng mà khi địch đã đẩy 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 con đen lên đầu ấy, tức là đồng nghĩa việc cái khả năng của Chopper biến mất rồi. Nên mình sẽ đẩy một chút lại thôi. Đấy đã bị khống chế ngay từ turn 1. Hỗn loạn là có miễn dịch sẵn rồi này, đốt cháy. Trầm mặc. Ôi sao miễn dịch hỗn loạn sao nãy phải dính nhỉ? Miễn dịch hỗn loạn đốt cháy trầm mặc hóa đá mê hoặc. À hình như có Chopper là vào trận ấy luôn hay đánh nhỉ? Hỗn loạn đốt cháy trầm mặc hóa đá mê hoặc. Cái này miễn rồi đúng không? Mình xem lại chiến báo một chút xem nào. Có thể do có Chopper vào trận miễn luôn rồi. Chopper đọc lại chỗ đánh thường chứ nhé. Chopper phóng thẳng từ dưới mặt đất đưa sừng hút vào gây sát thương toàn bộ mục tiêu tăng hoàn toàn này. Đồng thời có tỷ lệ xóa bỏ khiên miễn dịch hiệu ứng ba kẻ địch ngẫu nhiên. Mình xem lại chiến báo vừa rồi nhé. Mình muốn tăng cái cơ hội thắng lên ấy, mình tăng khả năng lên ấy. Hỗn loạn mê hoặc vẫn dính này. Vậy có lẽ là do Chopper vào là miễn luôn đúng không? Jack không chém được hơi dở nhỉ. Mình hơi lăn tăn chỗ con này tí, còn Jack không chém được hơi bực. Hay mình tụt máu tí cho Jack hồi sinh. Mà cả Jack Queen, đọ Queen thì Queen vẫn lợi hơn đúng không? Nó bây giờ địch không đẩy lên sớm rồi. Tại vì nếu Jack mình không chém được ấy, đồng nghĩa việc cái khả năng khống chế mình không có. Mặc dù phát này vẫn win nhưng mình sợ không may nó đen nữa, con Queen mình trận sau bị khống chế thì bị thua ngược thì cũng nhục. Mình có chút lăn tăn chỗ này một tí. Mặc dù trận này mình thắng đấy, nhưng mà tuy nhiên là mình thấy cái rủi ro vẫn hơi cao, con Jack nó chết hơi sớm. Hay mình hồi sinh con Jack nhỉ? Hồi sinh Jack. Không biết quyết định này đúng hay sai, mình sẽ hồi sinh Jack. Mình muốn con Jack nó sống. Mình rút bớt cái thần thạch này ra mình đổi lại này. Bây giờ mình đánh này, đánh tướng mình đánh thêm hiệu ứng ấy, thành ra một số cái mình không cần thiết quá nhiều lắm. Máu hai cái này chênh nhau một chút xíu mà, nên mình thử vứt hai viên thần thạch xa, mình đánh thử một trận trong này nhé. Mình xem bây giờ tình hình xem là nó đánh hồi sinh con nào chưa. Đúng hồi tung tướng chưa. Con này là 42 này. 42, con này là 44, vẫn hơi cao một tí không? 4 triệu. Mình phải cho dưới 4 triệu. Đổi tiếp. Không, lực chiến mình quá cao, mình bỏ luôn một viên ra cũng được. Viên này thì vứt ra con main cũng được. Con main nó lại đang nhiều sẵn rồi nhỉ.
Còn main bỏ nốt cái viên này ra thì main giờ cần gì đam đâu. Cho thêm viên máu vào. Mình đẩy máu con main lên cho nó hồi sinh đúng chưa nhá. Chờ tí mình đảo vị trí đấy. Mình đánh trận này. Rồi mình đánh này cho xem nó hồi sinh đúng chưa ấy mà. 4 triệu mốt này, 4 triệu mốt con này là 4 triệu 3, con này là 4 triệu 2. Các bạn về lý thuyết là hồi sinh đúng rồi đúng không? Giờ xem lại phát chiến báo xem nó đúng không đã. Để mình sẽ chốt đội hình này. Biết hồi sinh Jack sẽ hợp lý hơn hồi sinh Queen nhỉ. Các bạn con Jack có ẩn thân, mình muốn nó lấy cái ẩn thân của nó để tăng cơ hội sống ấy. Có nhiều nó kèm theo hiệu ứng khống chế nhiều ấy. Queen thì cũng khống chế nhiều nhưng mà hiện tại vì cái trái quỷ kia đang cản bớt cái trái khống chế nó hơi phiền. Lan tăn nhất chỗ con Jack nãy bị khống chế là mình sợ gần chết. Mình hồi sinh là đúng rồi đấy. Nhìn máu là biết hồi sinh đúng rồi. Đấy, chốt đội. Nói chung có phải điều chỉnh từ từ thôi. Còn bên này mình thấy có sự bán độ nhẹ nhá. Ví dụ mình thấy xem trên báo trận 1 nhá. Để mình con main thì auto win đúng không? Cái này không có gì để nói nhá. Sang trận tiếp theo này. Đây nhá, cũng đây để mình đây để mình con main nhá. Sau trận này thắng là vì người ta để full tướng này. Đây, để full tướng xem trận full tướng của bên đối thủ nhá. Thế nếu người ta để full tướng người ta rất là mạnh đấy. Chẳng qua người ta đéo để thôi. Chắc là nhường nhau rồi vào. Thành ra mình nếu giả sử mình thắng thì mình biết ai là đối thủ trong trận chung kết rồi. Nhưng mà vấn đề của mình là có vào chung kết hay không thôi. Cái này chơi con A mà đánh khỏe phết nhỉ. Nói chung là A trong tầm top nó vẫn khác biệt đúng không? Con A của top đánh đốt nó cũng đau phết. Nói chung là bình dân thì không nên chơi A. Chơi A vẫn nguy hiểm lắm. Đây cái hiệu ứng của con A này. Cái hiệu ứng lửa bạo của nó. Hình như thắng tuyệt đối, áp đảo từ đầu đến cuối thôi. Nếu để phun tướng thì chắc chắn là bạn này sẽ vào vòng trong thôi. Chẳng qua bạn ấy không để tướng. Mà xem xong này khéo nhiều ông thì tưởng A kinh khủng lắm thì lên xong lại hối hận. Thực ra cũng không yếu lắm đâu nhưng mà tuy nhiên phải đủ để đủ tầm chơi nó thì hơi khó. Bình dân chơi nó hơi khó. Trận cuối này. À trận cuối để phun tướng à? Hay có khi nào tháo tháo đổ ra trêu người địch xong không may bị thua không nhỉ? Thôi mình nghĩ chắc là vẫn là nhường thôi. Còn nếu mà giả sử nhá, bạn này cố tình tháo hai trận nhá, xong rồi sau lắp đồ đánh mà bị thua ngược nhá, thì là lỗi của tại bạn ấy thôi nhá. Thế này mình không không cầm hai nick này, mình không biết người ta ý gì. Lúc đầu mình tưởng nếu mà vào có một mình con main mà thua luôn ấy, thì tức là người ta bán đồ hoàn toàn. Nhưng mà nếu giả sử như kiểu bây giờ người ta vào có đồ, có thể người ta trêu người nhau và không may bị thua thật. Thế đấy cũng chưa biết thế nào một lần được. Mà hy vọng là sẽ vào trạng thái là nhường nhau. Chứ còn nếu vào trạng thái trêu người mà thua thế này thì mất mặt lắm. Cái này không phải người trong cuộc nên không rõ. Bây giờ mình đang chờ kết quả của nick kia nên xem tại chiến báo nick này. Nói chung là đánh cái này thầy của ứng nào dính ứng nhiều thằng nào áp đảo luôn ấy. Thật đấy, đánh cảm giác nó không biết nào một lần rồi. Bây giờ mình hy vọng anh Nick Hòa sẽ sáng đèn để được vào vòng trong. Chứ Nick Ru ấy. Chứ còn thì giờ mà thua 3-2 thì cũng khổ. Giá biết sớm một tí thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. Tại vì duy nhất mình có lợi thế thua càng ít thì càng tâm lý càng tốt. Và bây giờ hiện tại mặc dù thắng lại hai trận ấy. Nhưng vẫn lo thì trận vừa rồi chết con Jack hơi sớm. Nên dẫn đến việc mình hơi khiếp. Thì thực ra trọng tâm của Nick Ru hiện tại vẫn là con Jack. Hiện tại con Jack vẫn là con rất là quan trọng trong cái team Ru.
Thế là chiến báo này có vẻ kết quả vẫn chưa có bên kia đúng không? Hy vọng. Còn khoảng tầm chục phút nữa. Liệu lên được 3-2 không đây? Cũng căng thẳng đấy, tại vì đánh nó cái thời buổi hướng nó khó tính lắm. Oden thì Chopper này. Bây giờ địch cũng đẩy Oden lên sớm rồi, cũng khó. Chứ hy vọng Jack không sao. Nhìn chiến báo rồi vẫn hơi khiếp, xem lại lần nữa. Thế con Jack nó chết. Hay để Chopper nộ sớm nhỉ, nó đẩy lên trên rồi. Để xem con Oden có nhủ chí không nào. Không nhủ chí không cho bố Chopper nộ sớm. Thì nếu dùng Chopper nộ sớm đấy bị xóa ứng bất lợi luôn rồi, con Jack chắc chắn nó ra đòn được. Oden của địch nhá. Hiệu ứng băng xa, mục tiêu trúng ngẫu nhiên trầm mặc, à, nó có nhủ chí. Nó có nhủ chí. Nếu mà đẩy Chopper lên thì giỏi lắm được 75 nộ. 75 nộ với lại con kia thêm tí nộ nữa, không ăn thua không? Nó vẫn sẽ thể bị nhủ chí. Không có nhủ chí là mình đẩy cho Chopper nộ sớm đấy, mà có nhủ chí thì không dám. Thì tại giờ chưa có trái tăng cường nộ cho nick Gru, chưa có trái tăng cường nộ. Nếu bây giờ mình để cái nộ ly chỉ có 75 với lại con kia 25 tròn 100 nộ, xác suất mất nộ rất là cao. Mặc dù cái trận này đánh thì không thấy bị nhủ chí tên một, nhưng mà tuy nhiên là cái rủi ro vẫn cao. Tại vì định để Chopper búp cái miễn dịch ra để bảo vệ cho con Nick kia luôn. Tại vì cái Chopper địch nó ra đòn ấy, nó chỉ thiên về cái nhủ chí thôi. Mà cái nhủ chí mà Nick của mình, con Jack đang đeo cái tên lửa mà. Đang dư 35 nộ, nhủ chí là vừa khít 100 nộ, vẫn nộ được. Nhưng mà giống quả ở đây không đủ nộ, nó hơi khó. Nó khó cái là không biết nhủ chí nó rơi trúng con Chopper không, nên tốt nhất thôi thì cứ để trận này đi. Thêm chút nộ nữa thì ngon. Giả sử có thắng vào trận chung kết được thì trận chung kết mình sẽ không thể quay hình cho các bạn xem được nhé. Tại vì trận chung kết nó diễn ra đợt mình đi du lịch thì mình sẽ lên chơi. Mình cứ lên thăm anh Tuyển, chủ nick Tuệ Minh luôn. Thì lên đấy hay bảo hai anh em, mà nếu giả sử vào được chung kết thì chúng ta đi ra quán nào đó cầm laptop theo đánh. Dự kiến sẽ đánh kiểu đánh offline. Mà đánh đấy sẽ không có thiết bị để quay video thì ra là có thể sẽ chấp nhận một chút như vậy. Là mình sẽ đánh kiểu off thôi. Bây giờ có lẽ là chờ kết quả thôi, 10 phút nữa. Sẽ tua qua đoạn này một chút để cho người xem kết quả nhé. Và bây giờ là những cái giây cuối cùng rồi. Chúng ta chuẩn bị sang. Thực ra là tùy tốc độ cuối có thể sẽ hơi dài một chút. Nhưng mà nói chung hy vọng sẽ đẩy tia sáng về phía Angaroo. Còn nếu mà thua thì phải chịu nhé. Cái này đánh cái trò nó may rủi, chả biết được. Đây những giây cuối cùng 58, 59. Bây giờ xem đẩy bên nào. Con này không nhỉ? Hay phải ấn loát lại. Ok rồi. Tuyệt vời, đẩy bên này rồi. Rồi, bây giờ xem nhá. Tuyệt vời. Như vậy mình đã thắng được rồi. Mặc dù chưa phải trận chung kết nhưng mà vui vãi trưởng ra. Cảm giác mình số mình đỏ vãi trưởng. May quá, tôi bảo thấy thua hai trận nó đang lo. Lúc đấy mình đang quay video khác mà. Mình bảo thấy thua mất hai trận thì bảo ôi chết bỏ mẹ, thế này thì quay kiểu quái được. Xong vào bỏ video đấy, không mà quay cái này trước. Chứ mình đang quay video tích chữ để mình đi chơi. Mình rất mình tầm ngày mai. Mình đang quay video này lúc chiều ngày 21 tháng 7 năm 2022, và khoảng tầm sáng mai hoặc chiều mai đấy mình sẽ lên Hà Nội để mình chuẩn bị cho chuyến đi chơi miền Tây. Mình lên Hà Nội để bay đến chỗ khác nữa, bay xuống mấy tỉnh miền Tây ấy. Nên thành ra là mình bảo thôi phải đi quay trước video cho các bạn xem. Thế là đang quay giờ thì bỏ để quay sang cái này. Lúc đầu mình định là quay kia xong rồi quay về cái này sau, tại vì nghĩ là thắng đậm ba trắng thì không có gì để quay. Ai ngờ thua. Thế cuối cùng may sao vào lật kèo kịp. Lúc đấy là lúc mình vào thua mất hai trận đầu rồi. Ok đấy, ngon đấy. Mình vẫn nói chung mình vẫn chất vãi trưởng nhỉ. Mặc dù mình không biết mình làm có đúng không, nhưng ít nhất mình vào mình đánh cả 3 trận thắng cả 3. Mặc dù mình có thể mình thắng ăn may nhé, có thể mình sẽ ăn may thắng thôi. Nói chung là ok đấy. Các bạn nick anh Hoài vẫn trọng tâm con Jack hơn, kể cả đánh mấy cái kiểu nó kèm Grand Line, các thứ tinh tinh vẫn trọng tâm con Jack hơn nhé. Mặc dù con Queen thì cảm giác nhiều khi nó vẫn khỏe đấy, nhưng mà mình vẫn trọng tâm con Jack của nick anh Hoài hơn. Không sao, nói chung là ăn may không quan trọng. Quan trọng bây giờ là vào chung kết rồi. Còn chung kết trở đi thì tính sau.
Chung kết thì cũng chia sẻ các bạn nhé, mình đã nói nãy rồi đấy là mình đi chơi thì ra mình không có thiết bị, mình chỉ đem theo mỗi cái laptop ấy, mà laptop của mình nó hơi cùi, sợ quay video nó không được, nên ra có thể cái trận chung kết có thể mình sẽ không quay video để cho các bạn xem, nên thành ra là các bạn thông cảm một chút như vậy. Chứ còn nếu mà giả sử mà mình ấy là mình cũng sẽ quay bạn, nếu mình ở nhà là mình quay các bạn xem chung kết đấy. Nhưng mà rất tiếc là một thì nếu ở nhà có thể mình sẽ đang bận đi làm, tại vì đấy giờ chiều mình bận đi làm mình sẽ không quay được, đúng không? Nhưng được cái là mình có thể về tối mình livestream các bạn xem cái kết quả sau đó thôi. Nhưng mà thôi thì lần này mình đi mất cả tuần, nên thành ra mình sẽ không quay video trận chung kết được. Nên do đó mình chỉ có thể quay bạn đến trận bán kết nhé. Còn chung kết thì các bạn nào chơi game vào trong game xem nhé. Hoặc lúc nào buồn buồn mình về, nếu còn xem chiến báo mình cho các bạn xem sau. Còn chung kết thì mình sẽ không quay được. Chung kết mình dự kiến là sẽ lên Hà Nội xong hỏi anh Tuyển ra đón, xong hai anh em ra quán cà phê đấy cầm cái laptop đi đánh. Là hai anh em đánh offline ở đấy thôi. Mà hy vọng chung kết sẽ win. Còn vì hiện tại bây giờ mình đang quay lúc này là đang ngày bán kết nên mình không thể nói trước được vấn đề gì chung kết cả. Như vậy đối thủ của mình trong trận chung kết đó là Nick Nguyên 8 với được chiến là khoảng tầm 183 triệu đúng không? Rồi ra cũng xem với Nick này 170 triệu. Nhưng nói chung cơ bản đấy biết đối thủ rồi đấy. Còn mình sẽ hy vọng là chung kết sẽ đẹp, sẽ kết thúc sớm, không phải đánh căng như mùa trước thì mệt lắm. Còn bây giờ nội dung của video này coi như là kết thúc ở đây. Nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Có nhu cầu thuê các giải đấu như vượt hải chiến, đấu trí thì có thể inbox qua Facebook của mình ở phần mô tả video, hay là tư vấn nick, hay đơn giản bạn quý mình bạn donate cho mình thì hãy xem các thông tin ở phần mô tả video nhé. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.